Harry Meghan không được mời dự tiệc tại Điện Buckingham. Hoàng tử Harry và vợ Meghan Markle sẽ không tham gia cùng các thành viên Hoàng gia Anh trong buổi tiệc chiều đãi dành cho các lãnh đạo thế giới dự tàng lễ nữ hoàng tối 18 tháng 9. Theo Telegraph, Harry và Meghan, công tước và nữ công tước xứ sở sách, ban đầu được mời tham dự cùng các thành viên hoàng gia trong tiệc chiều đãi dành cho các lãnh đạo thế giới tới dự lễ tàng nữ hoàng Elizabeth II tại cung điện Buckingham tối 18 tháng 9. Tuy nhiên, hiện cung điện cho biết vợ chồng hoàng tử Harry sẽ không tham dự bởi tiệc chiều đãi chỉ dành cho các thành viên làm việc trong gia đình hoàng gia tiệc chiều đãi cấp nhà nước được tổ chức bởi vua Jack và hoàng hậu Camilla. Buổi tiệc sẽ tiếp đón các nguyên thủ quốc gia, quan khách nước ngoài cùng các hoàng gia trên thế giới. Tổng thống Mỹ John Biden, Tổng thống Pháp, Quốc vương và Hoàng hậu Bhutan, Nhật Hoàng và Hoàng hậu Masako là những cái tên trong số hàng trăm lãnh đạo thế giới được chào đón tại bữa tiệc. Ngoài vua Jack và vương hậu Camilla, các thành viên hoàng gia khác gồm thân vương và vương phi xứ well, công chúa Annie, bá tước và nữ bá tước xứ Quỷ Sách sẽ tiếp đón các vị khách trong bữa tiệc. Dù không tham dự tiệc chiêu đái tối 18 tháng 9, Harry được vua Jack ba đặt cách cho mặc quân phục khi đứng gác bên lình cữu nữ hoàng tối 17 tháng 9. Harry sẽ cùng anh trai William và sáu người anh em họ đứng quanh linh cữu nữ hoàng và làm lễ cầu nguyện thầm lặng trong 15 phút tại đại sảnh Westminster. Vợ chồng hoàng tử Harry từ bỏ các nhiệm vụ hoàng gia vào đầu năm 2020 và chuyển đến Mỹ tìm cuộc sống tự do họ hiện không còn là thành viên cao cấp tham gia các nhiệm vụ hoàng gia. Đây chính là lý do khiến Harry, người từng phục vụ trong quân đội nhiều năm, không được mặc quân phục khi tham gia lễ rước linh cữu nữ hoàng Anh hồi đầu tuần. Chỉ có các thành viên đang làm việc trong hoàng gia mới có tư cách mặc quân phục. Việc vua chắc đặt cách cho Harry mặc quân phục vào tối 17 tháng 9 là ước muốn từ lâu của nữ hoàng. Nữ hoàng Elizabeth II qua đời vào ngày 8 tháng 9 ở tuổi 96. Hôm 10 tháng 9, lần đầu tiên Meghan, Harry cùng thái tử William và vương phí kết xuất hiện tương tác trước công chúng sau hơn 2 năm. Họ cùng đến bên ngoài lâu đài Windsor để cảm ơn người dân tới tưởng nhớ nữ hoàng. Thái tử William là người đã mời vợ chồng em trai tham gia chuyến đi để thể hiện sự đoàn kết vào thời điểm cực kỳ khó khăn đối với gia đình. Harry Meghan cũng có mặt tại Điện Buckingham ngày 13 tháng 9 khi linh cữu nữ hoàng Elizabeth từ Scotland về đến London. Vợ chồng hoàng tử cũng cùng các thành viên hoàng gia tham dự một buổi lễ tại Đại sảnh Westminster tối 14 tháng 9 sau lễ rước linh cữu từ Điện Buckingham. Harry Meghan chỉ biết không được mời tới yến tiệc qua báo chí. Theo nhiều nguồn tin nói với Petsic, Hoàng tử Harry và vợ Meghan Markle đã được mời đến yến tiệc cuối tuần này. Tuy nhiên, người phát ngôn của vua Charles sau đó lại xác nhận với BBC rằng lời mời chỉ dành cho các thành viên đang làm việc trong gia đình hoàng gia. Harry và Meghan thực sự đã nhận được lời mời và không ai nói với họ rằng họ không được mời nữa. Một nguồn tin từ hoàng gia cho biết. Một người khác trong cung điện tiết lộ thêm. Tôi nghe nói họ chỉ phát hiện ra họ không được mời khi đọc thông tin trên báo chí. Theo Telegraph, lời mời này là một sự nhầm lẫn do danh sách khách mời nằm trong bản kế hoạch tàng lễ nữ hoàng được tạo ra từ trước khi nhà sở sách ra nước ngoài sống. Tuy nhiên, bối cảnh hiện đã thay đổi. Viễn cảnh Harry Meghan sánh bước cùng vua Charles Ba, vương hậu Camilla, thân vương và vương phi xứ Wales -Well dường như là điều không tưởng với nhiều người. Bữa tiệc tối 18 tháng 9 ở Điện Buckingham sẽ dành cho các là lãnh đạo thế giới tới dự lễ tàng của nữ hoàng Elizabeth II. Tổng thống Mỹ John Biden, Tổng thống Pháp, Thủ tướng Canada sẽ là ba trong số những nguyên thủ quốc gia dự kiến tham dự bữa tiệc do vua Chác và vương hậu Camilla chủ trì. Ngoài ra, các khách mời còn được chào đón bởi cả thân vương, vương phi xứ Wales, well, công chúa Annie và bá tước, nữ bá tước xứ Quỷ Sách tang lễ của vị nữ vương trị vì lâu nhất trong lịch sử Vương quốc Anh, người qua đời hôm 8 tháng 9, thọ 96 tuổi, được tổ chức ngày 19 tháng 9. Trong suốt tuần qua, các nguồn tin thân cận với nhà sở sách nhấn mạnh rằng các vợ chồng này sẽ làm bất cứ điều gì được yêu cầu nhằm tôn vinh nữ hoàng. Dù không tham dự tiệc chiều đãi tối 18 tháng 9, Harry vẫn được vùa chắc cho mặc quân phục khi đứng gác bên lề cữu nữ hoàng tối 17 tháng 9. Buổi lễ này chứng kiến 8 người cháu của Nữ hoàng đứng quanh linh cữu bà và làm lễ cầu nguyện thầm lặng trong 15 phút tại hội trường Westminster. Vợ chồng Harry Meghan từ bỏ các nhiệm vụ hoàng gia đầu năm 2020 và chuyển đến Mỹ để sống đời tự do. Hiện họ không còn là thành viên cao cấp thực hiện các nhiệm vụ hoàng gia. Đây chính là lý do khiến Harry, người từng phục vụ trong quân đội nhiều năm, không được mặc quân phục khi tham gia lễ rước linh cữu nữ hoàng Anh hồi đầu tuần. Việc vua chắc đặt cách cho Harry mặc quân phục vào tối 17 tháng 9 là mong muốn từ lâu của nữ hoàng. Vua chắc trực tiếp yêu cầu Harry mặc quân phục vua chắc ba đặt cách cho Harry mặc quân phục khi tám người cháu của nữ hoàng sẽ đứng tưởng niệm quanh lình cữu vào tối 17 tháng 9, do đây là ước muốn từ lâu của bà. Theo Mirror, vua chắc bà đã nói chuyện trực tiếp với hai con trai mình, hoàng tử William và hoàng tử Harry. Trong đó, ông bày tỏ mong muốn cả hai nên mặc quân phục trong lễ cảnh các tưởng niệm đặc biệt diễn ra vào tối 17 tháng 9. Theo nhà vua, đây là ước muốn từ lâu của nữ hoàng Elizabeth II hai hoàng tử sẽ cùng sáu người em họ đứng im lặng trong 15 phút quanh linh cữu nữ hoàng. Đây là lần đầu tiên công tước xứ sửa sách được phép mặc lại bộ quân phục dù không còn là thành viên làm việc cho hoàng gia. Không có gì ngạc nhiên khi nhà vua chủ động can thiệp theo cách này. Ông dành sự tôn trọng tối đa cho cả hai con trai và cống hiến của họ trong sự nghiệp quân đội. Công tước xứ sửa sách sẽ mặc lại bộ quân phục như một sự tôn trọng đối với bà nội đáng kính, với nữ hoàng và đất nước mà anh phụng sự suốt một thập kỷ. Tất nhiên, cả gia đình đều tin đây là quyết định hợp lý và đúng đắn, một nguồn tin hoàng gia cho hay. Trong lễ tưởng niệm này, hoàng tử William, hiện là thân vương xứ Wales, well, sẽ đứng ở đầu lình cữu, trong khi Harry đứng cuối. Những người cháu khác của nữ hoàng sẽ mặc vét và váy đen trang trọng. Phía hoàng tử Harry khẳng định anh không cầu xin cha mình để nhận được đặc cách này. Harry, người từng hai lần được cử đến Afghanistan, đã bị cấm mặc quân phục khi xuất hiện trước công chúng trong các hoạt động tưởng nhớ nữ hoàng Anh, do anh không còn là thành viên làm việc cho hoàng gia. Tuy là cựu sĩ quan quân đội, hoàng tử phải mặc trang phục dân sự cho các sự kiện chính thức, bao gồm lễ rước linh cứu nữ hoàng Anh tới sảnh Westminster hôm 14 tháng 9 để người dân đến viếng. Ngoài Harry, hoàng tử Andrew, người không còn làm việc cho hoàng gia, cũng nhận ngoại lệ tương tự khi được mặc quân phục cùng ba người anh em của mình là vua Jack ba, công chúa Annie và hoàng tử Edward đứng cạnh gác quanh quan tài mẹ tối 16 tháng 9.